Hello, xin chào toàn thể anh em, chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đến với clip mới nhất của em Tùng ngày hôm nay. Lời đầu tiên Tùng chúc anh em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em cũng rất chân thành cảm ơn anh em, cảm ơn tất cả mọi người đã luôn tin tưởng ủng hộ nhé. Anh em đón xem clip của em thì hãy bớt chút thời gian ủng hộ cho em Tùng, xin một chút like, một chút đăng ký kênh em nhé. Và hôm nay em đi tuyển chim cho anh em ạ. Em tuyển được duy nhất một bé chim được khoảng tầm 3-4 tháng lồng. Nó thay lông đuôi, nó thò ra được khoảng tầm 5-7 phân anh em ạ. Nhưng mà em chim này cực kỳ hay anh em nha. Giọng hay, bộ đẹp, lết chơi cũng cực kỳ hay, rất mau cánh và một em chim bổi. Anh em cố gắng đón xem hết clip của em để xem cái chiến binh của ngày hôm nay thể hiện cái tố chất của nó anh em nhé. Anh em cũng sẽ báo giá công khai trên clip. Anh em thấy phù hợp với mỗi chim anh em tuyển, phù hợp mỗi chim anh em về anh em cột dàn của cà phê thì anh em nhớ máy alo cho em. Em cũng sẽ báo giá công khai trên clip. Anh em thấy gọi là phù hợp với đồng tiền của anh em thì anh em nhớ máy alo cho em nhé. Em thì vẫn có ship đi mọi miền tổ quốc cho anh em. Anh em yên tâm, con chim đến tay anh em luôn luôn khỏe mạnh nhé. Thế sau đây em cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa. Em sẽ vào chi tiết em chim của ngày hôm nay để chia sẻ cho anh em luôn. Đây, mặc dù thời tiết anh em này, miền Bắc nó đang hôm qua nó có tí nắng, hôm nay nó lại mưa rào, mới nhiệt độ nó hạ thấp luôn anh em ạ, cực kỳ rét. Đây về nhà này, về nhà em đã phải thắp bóng úm cho chim luôn anh em ạ, nó lạnh lắm anh em ạ, chùm hết rồi thắp bóng ấm lên cho chim, không mà thời tiết nó thay đổi được ngồi thì sợ con chim nó bị ho mi bí ác anh em. Đây, sau đây em sẽ vào chi tiết em chim của ngày hôm nay em tuyển cho anh em thẩm trên clip và ưng gì nhưng mà alo cho em nhé. Và đây em nói đây anh em nhé, em sẽ quay chi tiết cho anh em để thẩm này. Một bé màu đinh, gốc màu dày, hầu bò yếm đậm, phao câu cực kỳ to anh em ạ, cao cầu lắm, mà con này bộ cực kỳ vip luôn anh em nha, bộ to đẹp, lông mỏng, trường chim, lết em nó này quá đẳng cấp luôn, rất cực kỳ nhạy chơi cánh em nha, nó chơi cánh đều đấy, cánh cực kỳ hay luôn, nhưng mỏ ra rong róc róc anh em ạ. Nó được khoảng tầm 3-4 tháng lồng, nói chung là con chim này anh em về chăm thêm một tí, gọi là mất chắc nửa tháng nữa là cái lông đuôi nó xong đấy. Anh em chăm mồi tươi rồi cám ngon cho tắm rửa thường xuyên, phơi lắng tập lực cho nó thì anh em sở hữu một chim binh quá là xuất sắc luôn anh em ạ. Chim cực kỳ già anh em nhé, con này cánh cũng sợi gà tre, vip lắm anh em, đầu mặt thì sát thủ luôn, rất mau chơi cánh luôn, nó săn con bên cạnh, săn sục cực kỳ tốt luôn, giọng thì bao phê bao hay luôn anh em ạ, cực kỳ mau cánh đấy. Con này là căng lên anh em nha, nó xòe ôm cóng luôn. Đấy, lắc giật, da giọng rong rác, đầu mặt cực kỳ dữ, có gáy ngựa, tách đỏ to, phao câu lở, ngực lở, yếm đen đậm, bộ to dài lông mỏng. Đấy, anh em nhìn nó lên quả đầu thủ gáy ngựa, mặt cực kỳ dữ luôn anh em nhé. Chim cực kỳ già rừng đấy, nó được khoảng tầm 3-4 tháng rồi. Anh em về anh em gọi là chỉ đào tạo thêm, chăm thêm thôi. Mồi tươi, thúc mồi tươi rồi tắm táp phơi lắng tập lực cho em nó. Là anh em có thể là mang đi, có khi là anh em chăm thêm gọi là tầm tháng hơn tháng này anh em có thể mang đi giặt giã nhẹ cà phê được anh em ạ. Quá tố chất luôn. Đấy, nó lên quả gáy bằng khứt luôn anh em ạ, gáy ngựa. Rất mau cánh luôn nha. Rất nhạy chơi cánh luôn. Đấy, con bên cạnh săn sục vào nó vã cho, sợ luôn. Cánh tốt cho anh em. Có những lúc nó xòe ôm cóng anh em ạ. Phê lắm anh em, mà chăm xong cái bộ lông này thì anh em chơi con chim này thì mãn nhãn luôn. Không đừng chê, anh em nhìn chân mốc thích luôn. Cực kỳ già rừng, mà chất giọng con này nó cực kỳ hay anh em. Em chim này thì hôm nay em tuyển là chim Cao Bằng anh em nhé. Chim của thác Bản Dốc Cao Bằng. Nên ra là cái giọng chất chim của Cao Bằng thì anh em từng bắt chim Cao Bằng của em rồi anh em biết rồi. Đỉnh cao luôn. Quá vip luôn anh em ạ. Nói chung là em chim này giá thành thì cũng không có rẻ đâu anh em nhé. Mặc dù lông đuôi nó chưa xong hẳn nhưng mà giá thành nó không rẻ đâu, anh em có thể là cứ tham khảo. Em chim này thì em cứ báo công khai luôn. Em chim này là em chia sẻ cho anh em với cái giá là 2,5 triệu anh em nhé, 2,5 triệu. Đấy, anh em ưng cái mẫu chim về gột thì anh em cứ mail alo cho em. Nói chung một con chim bổ xuất sắc như này cái giá tiền nó không cao đâu anh em ạ. Nói chung là anh em nào biết về những con chim bổ tuyển bẫy đấu mà để gột chơi dàn chơi cà phê ấy, mà có tố chất, có tiềm năng để có chiều sâu để anh em gột chơi thì giá thành nó quá bình thường. Còn nhiều anh em không biết thì nghĩ là những con chim bẫy đấu thì nó chỉ vài trăm nghìn. Nói chung là tiền nào của đấy thôi, không có cái gì là ngon bổ rẻ cả anh em ạ, đắt nó sắp ra miếng.
xứng đáng đồng tiền của anh em bỏ ra để anh em cùng chơi. Đấy, anh em nào ưng em nó thì cứ nhấc máy alo trực tiếp số điện thoại của anh Tùng nhé, số điện thoại em có ghi mình dưới góc màn hình. Em thì vẫn nói luôn trên clip này, em nhận chuyển khoản đủ trước khi chuyển chim. Anh em nào thấy em Tùng có độ tin tưởng uy tín thì anh em ủng hộ em. Còn anh em nào mà chưa thấy tin tưởng thì cứ thể xem thêm clip của anh Tùng. Khi nào mà thấy em Tùng có đủ gọi là sự tin tưởng thì anh em ủng hộ em sau cũng được anh em nhé. Đấy, anh em có thể là xem vui vẻ, xem giải trí, bớt chút thời gian ủng hộ cho em xin một nút like, nút đăng ký kênh. Đấy, con chim như thế nào thì em báo công khai trên clip cho anh em như thế rồi. Đây, và tiếp theo là đến bé số 7, một bé bổ anh em nhé. Bé này thì được khoảng tầm thợ người ta bẫy về được khoảng tầm ngày thứ hai anh em ạ, ngày thứ hai thôi anh em nhé. Chim cũng chưa cám cứng hoàn toàn đâu, bóng bộ rất chìa đẹp, màu đá lân, giọng cực kỳ hay, cũng là chim của thác Bản Dốc Cao Bằng anh em nhé. Màu vút theo gáy gốc màu dày, giọng cực kỳ hay. Đấy, hôm nay do thời tiết thì vừa về nhà nó rét anh em ạ, nó lạnh nên là con chim nó cũng chưa thoát được hết bộ đâu. Nếu mà lắng đẹp nó lên bộ cực kỳ phê đấy anh em ạ. Hầu bò có gáy ngựa, màu đá lân, mặt dữ, bộ cũng to dài anh em ạ. Phao câu cực kỳ lở luôn. Đấy, giọng nghe phê đét chưa anh em. Em chim này thì em chia sẻ cho anh em với cái giá là 1.500.000 anh em nhé, 1.500.000. Một bé bổi Cao Bằng, thác Bản Dốc Cao Bằng, gáy ngựa màu đá lân, đầu mặt cũng rất chìa dữ, giọng thì bao phê bao hay cho anh em luôn. Nhưng chim Cao Bằng thì chất giọng đẳng cấp rồi, nó như giọng thác luôn anh em ạ, tông nó xoắn tít luôn. Đấy, chất giọng anh em có thể tự thẩm trên clip. Nó lên độ bộ cực kỳ đẹp, cũng cao cầu, phao câu lở. Thế do thời tiết em vừa quay cho anh em biết ấy, mưa rét nên ra con chim nó cũng chưa dám ra hết bộ đâu. Nhưng mà như này là quá ok, ngày thứ hai mà nó thể hiện như này là quá ok rồi anh em ạ. 2-3 ngày nữa thì nó lên bộ, nó chơi nó còn đẹp hơn nữa anh em nhé. Rất lanh chim. Thôi, clip em cũng xin kết thúc ở đây. Chúc em có một ngày mới thật nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hẹn anh em vào clip tiếp theo của em.